Hàng trăm căn nhà mới được trao tặng cho người nghèo. Hàng chục ngàn người dân được khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Những con trâu, con bò, bầy dê tạo sinh kế cho cư dân biên giới. Cùng với bánh chưng xanh, những phiên chợ không đồng, những tiếng cười, tiếng nói vang vọng cả vùng biên viễn. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều nơi ở khu vực biên giới còn nhiều khó khăn thì lực lượng bộ đội biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững biên giới mà còn đóng vai trò quan trọng, xung kích trong công tác an sinh xã hội. Và tiêu điểm ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị những câu chuyện về những đóng góp đầy trách nhiệm của lực lượng bảo vệ biên giới, thắm tình quân dân nơi biên giới. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui trong những ngày cuối năm này cùng các hộ dân nơi vùng biên giới. Chiều cuối năm, căn nhà nhỏ của ông bà Nguyễn Văn Tiền và bà Nguyễn Thị Kiển ở giáp biên giới Việt Nam Campuchia như sôi động hẳn lên bởi món quà mà cả cuộc đời ông chưa bao giờ dám mơ. Một căn nhà trị giá 80 triệu đồng. Do cận Tết nên việc xây nhà mới để gia đình ông bà Kiển đón xuân không thể kịp. Vì thế, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hà Tiên đã cử một tổ công tác đến để giúp thu dọn đồ đạc, chỉnh trang lại nhà cửa, khiến ông bà rất vui mừng. Vui không biết nói sao cho hết, cảm ơn với mấy chú, mấy bộ đội đồ lại giúp đỡ cho chợ được cái nhà mới, mừng hết lớn luôn, mừng quá trời mừng rồi. Chứ hồi nào giờ thấy nhà sùm xẹp vậy, trời mưa trời gió gầu cũng chết, thì còn đêm ngủ không được luôn. Không nằm trong diện được tặng nhà, nhưng cả tuần nay ông Tăng Văn Phá, ngụ phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên lại có niềm vui khác. Đó là suốt ngày quanh quẩn lo đi cắt cỏ, chăm bắm con bò giống mà chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản năm 2024 trao tặng. Cũng là mô hình trao sinh kế, hỗ trợ cho đồng bào nghèo nơi biên giới. Mở ra cánh cửa cho người dân theo hướng chăn nuôi, cũng là con đường dẫn đến thoát nghèo để vươn lên khấm khá. Mừng, mừng nhà nước cho con bò này cũng mừng dữ lắm. Cũng gắng nuôi, nuôi rồi săn sóc, rồi gắng đi cắt cỏ, rồi cho nó mập đẻ con đẻ cái để ngày sau cho thoát nghèo với người ta. Tham gia chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, biên phòng tỉnh Kiên Giang nói riêng và lực lượng biên phòng cả nước đã và đang thực hiện hàng ngàn dự án hỗ trợ cho người nghèo để giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới. Những món quà dù nhỏ nhưng dư âm sức lan tỏa rộng khắp. Tôi hoan nghênh bộ đội biên phòng đã có nhiều mô hình, chương trình thiết thực, ý nghĩa, nhân văn đã được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua, là một minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân, về sự gắn bó máu thịt giữa quân đội nhân dân với đồng bào các dân tộc. Tôi tin rằng căn nhà mới, con bò giống, túi quà, cân gạo, chiếc bánh chưng, bánh tét đến với đồng bào trong dịp Tết cổ truyền là những món quà ý nghĩa, sự quan tâm, động viên thiết thực, ấm tình quân dân, trang chứa nghĩa tình. Mùa xuân, mùa của yêu thương, của nghĩa tình, chia sẻ. Và những món quà ngay thềm năm mới đã thắp lên niềm hy vọng về những điều tốt đẹp, khiến cho mỗi người dân nơi biên giới thấy ấm lòng hơn trước nghĩa tình quân dân, về truyền thống đoàn kết nhân ái trong đời sống, để từ đó lan rộng mãi trong xã hội. Bằng trách nhiệm và tấm lòng của người lính, những năm qua cùng với việc thực hiện nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng trên cả nước đã có nhiều phong trào, mô hình và cách làm hay để giúp cho nhân dân khu vực biên giới từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ấm no. Và những con số đã phần nào nói lên tấm lòng và sự tận tụy với dân của chính lực lượng bộ đội biên phòng, góp phần tạo nên diện mạo và sức sống mới cho hàng ngàn gia đình ở vùng cao biên giới, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người. Khi mà nghe tin Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân, thì rất đông bà con các dân tộc như là Mơ Nông, Giao, Mông ở các xã biên giới đã đăng ký để các bác sĩ khám bệnh. Do lượng người đến rất đông nên các bác sĩ đã phải kê hàng chục bàn ra khắp hành lang của trạm y tế xã để có thể phục vụ khám bệnh cho người dân được nhanh và tận tình nhất có thể. Cho đến sáng hôm nay thì tổng số chúng tôi khám đã gần được trên 278 bệnh nhân. Các cái mặt bệnh mà chúng tôi lên đây khám thì đó là những cái bệnh lý liên quan tới nội khoa như là tim mạch, bệnh phổi, bệnh tiêu hóa, bệnh thận.
và điều mà chúng tôi cảm giác rất là ấy là bà con rất là náo nức, và tính như vậy làm cho chúng tôi cần phải khám kỹ hơn, đánh giá chắc hơn, chu đáo hơn để xuống phục vụ cho bà con. Những ngày cuối năm, sắc xuân của đất trời dường như là về sớm hơn trên những dải biên cương của Tổ quốc. Và dù Tết đã cận kề, thế nhưng những người lính mang quân hàm xanh vẫn đang ngày đêm cùng với cư dân biên giới bám trụ nơi biên cương, giữ từng đường biên, cột mốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới. Bất kể là ngày thường hay ngày lễ Tết, chị Ên, trú tại thôn Bù Đắc, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông và người hàng xóm vẫn không quên công việc của mình. Đó là cùng các chiến sĩ trên chốt đi kiểm tra mốc giới. Đất đai này là của tổ tiên để lại nên mình phải có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ. Bây giờ bà con không còn sợ đói, bà con phải bảo nhau chung tay cùng với bộ đội biên phòng tham gia giữ gìn an ninh biên giới. Có như thế an ninh buôn làng mới được bảo vệ, bà con mới yên tâm lao động sản xuất. Từ mảng dãy cà phê này, nhìn ra cánh rừng xa xa kia là đất bạn Campuchia. Đường mòn lối mở qua lại biên giới cũng rất nhiều. Trước đây, nơi đây là điểm nóng về tình trạng gây rối, vượt biên trái phép. Để giữ vững an ninh biên giới, lực lượng biên phòng đã thành lập những tổ tự quản đường biên, chủ yếu là số bà con có dãy trên tuyến biên giới. Đến giờ thì tinh thần, ý thức trách nhiệm, cảnh giác của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Thì đồn biên phòng được phát huy được cái công tác dân vận, rồi cái đối ngoại nhân dân với các đơn vị của phía bạn đối với huyện, đã phát huy được cái vai trò hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ. Dọc biên giới Việt Nam Campuchia thì hầu như đều là đồng bào dân tộc thiểu số, rất là khó khăn khi mà thực hiện cái chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản ở đây, tạo cái không khí gắn bó đoàn kết, những cái căn nhà mới, những cái hỗ trợ sinh kế, tạo nên cái sự gắn bó niềm tin giữa đảng đối với nhân dân. Chúng tôi xác định mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Từ đây xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới như máu thịt. Kết quả công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới ngày càng được củng cố, thắt chặt và phát huy. Đường biên giới mùa này nắng vàng như dải mặt, những đồi cà phê, những dãy hồ tiêu vừa qua mùa thu hoạch. Sắc xuân cũng đang gõ cửa từng nhà. Nhưng với người chiến sĩ biên phòng, họ đón xuân cùng đồng đội, vui cùng niềm vui của nhân dân, đón thời khắc giao thừa nơi vọng gác, trên những cung đường tuần tra, để mùa xuân nơi biên giới, mùa xuân dân tộc luôn trường tồn.